Dạ, rất là biết ơn cô Hoàng Anh đã chia sẻ bài học an vui hôm qua. Biết ơn cả nhà. Hiện tại bây giờ bên Tâm là buổi sáng cô ha. Cho nên Tâm nói là bài học hôm qua, sáng nay mới thu được. Hôm qua Tâm học được một bài học rất là quý là an vui. Thật sự đó là Tâm đã bắt đầu nhận ra một điều là và mình cũng có cái cảm giác đó là hồi trước mình tham á, thì cái tham đó làm cho mình mệt lắm. Bây giờ mình cũng tham nhưng mà cái tham đó nó không có còn làm cho mình mệt giống như hồi xưa nữa. Thì mình cũng đã bắt đầu áp dụng an vui vào rồi. Thì an vui á, khi mà mình có một cái bất như ý nào đến á, thì mình áp dụng an vui là mình nghe, mình biết mình đang nghe thôi. Mình thấy, mình biết mình đang thấy thôi. Và áp dụng nhất tự thiền, buông, dừng, thôi, dứt. Tâm đã bắt đầu áp dụng được cái đó chút chút rồi đó cô. Và hôm qua Tâm còn học được một điều nữa, câu thần chú. Là khi mà mình có bất như ý tới, mình buông rồi, thì sau đó câu thần chú của mình là mình muốn gì. Thì khi mình hiểu rõ mình muốn gì, chắc chắn là mình muốn điều tốt lành rồi. Thì lúc đó mình mới phân tích phân biệt. Và mình mới biết là mình sẽ làm gì, mình sẽ nói gì để mà đạt được điều mình muốn thôi. Và mình chỉ tập trung vào đó, chứ mình không có tập trung vào những cái khác nữa. Thì cái hôm qua cô nhắc lại cái bè, trời ơi cái hình ảnh đó bao nhiêu lần học cũng đều thấy là nó mới hết cô. Đúng là mình biết là tánh nghe, tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Nhưng mà hồi trước Tâm rất là hay vác bè cô ơi. Đi qua rồi cũng vác bè, vác không phải một vài ngày đâu, vác mấy chục năm luôn. Nhưng mà bây giờ đó là mình để lại cái bè cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà cô nhắc lại thì mình được nhắc nhớ nhiều hơn là mình không có vác cái bè nào nữa. Đi qua là đi qua, chuyện gì nó qua là nó qua đó. Thì rất là biết ơn cô. Hôm qua là lượm được một cái chìa khóa đó cô. Buông, dừng, thôi, dứt. Và câu thần chú là mình muốn gì. Dạ. À xong rồi, có một này tao muốn chia sẻ nữa nè. Là hôm bữa trước khi ngủ á, Tâm viết là người đạt tâm thái an vui là gì. Tự nhiên Tâm viết cái câu đó xong Tâm thấy người mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm. Là người đạt tâm thái an vui là cái việc sở hữu đầy đủ đầy hay không đủ đầy về mặt vật chất cũng không có ảnh hưởng đến cái tâm thái của họ, cũng không có ảnh hưởng đến cái niềm vui của họ. Rồi cái tâm thái an vui là khi nghe cái vấn nạn của đối phương thì mình chỉ biết mình đang nghe thôi, mình biết mình đang thấy thôi. Mình không có để những cái vấn nạn đó ảnh hưởng tới mình. Thì cái đó là người đạt được tâm thái an vui. Và sau đó là người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt được ba cái câu hỏi quan trọng của đời người. Thứ nhất, ai là người quan trọng? Người đối diện mình là người quan trọng nhất. Thứ hai, thời điểm nào là người quan trọng, là thời điểm quan trọng? Hiện tại bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Và thứ ba là việc gì là quan trọng nhất? Cái việc quan trọng nhất hồi trước Tâm hay nhầm lắm. Nhưng mà bây giờ hiểu rõ hơn rồi, nhớ nhiều hơn rồi. Cái việc quan trọng nhất là cái việc người đối diện mình yêu thương, mình chăm sóc người đối diện mình. Đó là cái việc quan trọng nhất. Dạ, Tâm xin hết bài học hôm nay. Dạ, Tâm xin biết ơn cô, biết ơn cả nhà.